ơi, heo giặt heo bạc của mẹ ơi. Nè ăn ăn đi con, ăn đi, ăn vô đi, ăn vô đi. Cho việc làm của hai đứa con mẹ suôn sẻ nha, con gái, con trai. Cưng quá à. Ông ơi. Ông sao hỡi? Nhục. Cái gì vậy bà, trời đất ơi, làm gì bà giận ngược giận xuôi vậy, chuyện gì? Nè. Bà đưa túi này làm chi? Cái này là cái điện thoại. Ờ, làm chi? Thì gọi đi. Gọi cho ai? Trời ơi, gọi cho con chứ gọi cho ai? Bà gọi đi, mắc mớ kêu tôi gọi. Ngộ ghê. Tôi không biết ông có phải là cha không nữa. Phải. Cha gọi cho con cái có gì đâu mà ông chịu gọi, mà cái gì cũng là tôi, cái gì cũng là tôi là sao? Bây giờ sao? Chị vô trước, em vô trước. Nó về. Ê, âm thanh quen thuộc. Sao phải vô trước chứ sao? Nhưng mà em bự con hơn chị, em đang đứng trước mặt chị mới vô trước chị, sao chị lớn em? Ủa, nhưng mà tao lớn, tao có quyền. Tao nhỏ con hơn mày cho nên mày phải nhường tao. Hai đứa con yêu. Trời ơi. Trời ơi, hai đứa này nó linh lắm nè. Ngồi. Hai đứa. Hai. Xin chào đó. Thôi, hai chị em thiệt tình luôn á. Lâu quá không gặp nhau, cái gây gỗ tụi bay khắc khẩu thiệt tình. Ba má nhà khỏe không? Khỏe. Hai đứa bay linh lắm luôn nè. Đúng vậy hả? Mà mới kêu ba gọi điện thoại cho tụi con. Má còn mới kêu ba gọi điện thoại cho tụi con, chưa kịp gọi tụi con về liền. Hai đứa con linh lắm. Đó, mai mốt chị chết nhớ cho em biết xin số đề. Trời ơi, bà không nói chuyện gỡ không à. Nó bậy. Thôi, mẹ lúc nào cũng vậy á, gặp nó nói chuyện không vui không à má. Nè, con đi Hàn Quốc con mua đồ tặng má nè. Trời ơi con ơi, bây giờ đang lúc khó khăn mà tiền bạc dư giả đâu mà mua này mua kia. Miễn tụi con khỏe là ba má mừng rồi. Ba. Chị hai con cũng có chứ. Đây là con đi Mỹ nha ba. Mỹ Tho. Cây nhà lá dừa tặng ba. Trời ơi. Đặc sản. Không điền mà đặt liền. Bà cái này giống như là nó hối lộ hai chồng mình đó bà. Đâu có, tình cảm của tụi con dành cho ba má mà hối lộ cái gì. Nè, hai đứa còn khó khăn, mua quà cáp làm gì. Đi ra đây. Đi nhìn nè. Trời, gì á? Này nha, mày nói thiệt cho tao biết đi. Mày không phải về đây thăm ba má đúng không? Ý định gì nói luôn đi. Trời, ý định, ý đồ, đồ. Cái câu đó dành cho chị mới đúng nha chị nha. Ủa? Em hỏi thiệt chị nè, bây giờ chị về đây không đơn thuần là chị mua quà cáp tặng cho ba má đúng không? Em biết ý định của chị là gì mà, suy nghĩ của chị em biết hết. Mày nói đi, về đây làm gì? Mượn tiền đúng không? Còn chị về đây làm gì? Tao hỏi mày trước nha. Nha, đừng có mà hả chặn chẹo hỏi qua hỏi lại vậy nha. Nhưng mà vấn đề này cho rõ ràng hai chị em mình ha. Thì bây giờ là em chị biết rồi đó. Mượn tiền thì nói đại mượn tiền đi, bị đặt nữa. Mày muốn nhiêu? 20 hả? 20 gì? 20 triệu. Chị nghĩ sao vậy? Chị nghĩ sao cái khuôn mặt của em nó như thế này mà về đây khúm núm rồi mượn tiền ba má mượn 20 triệu? Vừa phải thôi. Cái gì? Không phải 20, vậy là 200 triệu hả? Nó đó. Trời ơi. Mày nghĩ sao mà mày về đây mày mượn 200 triệu? Em mượn, em đầu tư, em làm ăn. Còn chị, chị mượn nhiêu? Giống mày á. Ê, nhưng mà không được chị hai ơi. Gì không được? Em 200, chị 200. Ba má làm sao có đủ tiền cho chị em mình mượn. Heo. Chết rồi. Vậy tao tính vậy đi. Tao làm chị cho nên tao được mượn trước. Tiền đó là ba má sẽ phải cho tao mượn trước. Còn mày để đợt sau. Chừng nào tao làm ăn tao dư giả xong tao về tao trả lại cho ba má, xong lúc đó ba má cho mày mượn. Chị hai, em nói chị nghe nè. Bây giờ mình muốn phát biểu một vấn đề gì đó mình phải học thức lên nha. Nâng cái tầm suy nghĩ mình lên. Nói chuyện có hệ thống nha em chút xíu đi. Chị nghĩ sao vậy? Phân định vấn đề nào chính, vấn đề nào phụ cho nó rõ ràng. Em đang rất cần tiền, nó rất nghiêm trọng và cần thiết. Em đã phải mượn người đầu tiên chứ, chị nghĩ sao vậy? Ủa vậy giờ hỏi nha, lấy tiêu chuẩn gì ra để mà quyết định? Trời ơi chị hai ơi, chị bắt đầu nói chuyện học thức rồi đó. Em thích chị rồi. Bây giờ như vậy. Xích xuống chút nữa. Đó chỗ đó, đó. Đây Phùng má, đây Phùng. Đúng rồi, chỗ đó nhức lắm ạ. Đau không? Ôi, hay quá trời ơi.
Bởi vì tao nói bây giờ già rồi con ơi, lớn tuổi có khác. Nhiều khi nó đau nó nhất muốn rớt từng cái lóng xuống vậy đó. Già đâu mà già, không biết. Má còn trẻ mà già gì. Thằng cũng nịch với lại sợ gì luôn vậy. Với lại con thấy vậy nè, mai mốt ba má cũng không cần thể dục đâu. Con thường xuyên con về đây, con đấm bóp cho má, con nằm vậy nè. Má thấy thoải mái không? Thích sao thích, trời ơi. Mấy khi được con tôi nó đấm bóp cho tôi thích lắm. Ê, qua thôi thôi đừng làm, qua ra ra đây ngồi. Dạ. Ra đây ngồi nói chuyện với mẹ hay má chút coi. Chuyện gì má? Trời ơi, con nói con thường xuyên gì đây không có được. Con phải đi làm. Thường xuyên gì đây là thất nghiệp đó con. Dạ thôi đi má ơi. Sao vậy? Má đừng nhắc cái chuyện đó con. Thôi má đừng nói chuyện đó đi. Chán. Đừng nói chuyện đó là gì? Chuyện làm ăn của con hả? Sao? Khó khăn gì thì nói cho má biết. Để má có chia sẻ được gì má chia sẻ cho. Hả? Má biết sao không? Tại vì bây giờ là con có một cái dự án lớn, thì con cũng đã làm hồ sơ con vay mượn ngân hàng rồi. Nhưng mà con còn sót một ít tiền thôi. Nhưng mà cái tính của con má biết mà, hồi nhỏ lớn con hay lo xa lắm. Thì con khi con lo xa thì con hay bị gọi là chóng mặt nhức đầu. Mà con thì đi trên đường thì cũng hay chạy xe đó, mà con chóng mặt nhức đầu thì nhưng mà nguy, sao? nguy hiểm. Con tự lo được. Không. Trời ơi, đi khám bệnh chưa? Cái đó mà đi đường mà bị say sẩm là ta ưa kêu là rối loạn tiền đình đó con. Trời ơi, không có được nghe cái đó. Mà con đi giữa đường mà con say sẩm là phải ngừng xe. Con đi chạy là té chết, không có được. Đi khám bệnh đi. Con đi khám rồi, không có rối loạn tiền đình. Vậy hả? Con rối loạn tiền bạc má ơi. À, thiếu tiền thiếu bạc à hả? Đó, nhưng mà không con tự lo được. Mà con hay lo xa, mỗi lần con lo xa con hay chóng mặt, con nhức đầu. Nói nghe nè. Còn cái mà tiền bạc của ba má và tiền bạc của tụi con, thiếu nhiều nói má nghe coi. Má giúp con hả? Thì coi được, nếu có trong khả năng của má thì má nó lo chung cho con. Trời ơi, có 3 triệu mà đã làm thấy ghê. 3 triệu, chuyện nhỏ. 3 triệu con nói với má làm chi má? Nó 300 triệu lận. Chứ 3 triệu 300 triệu. Nên là bảo giờ con hay lo xa lắm. Mỗi lần con lo xa là con hay nhức đầu. Mà con nhức đầu thì con thôi, dễ xoay xong. Đừng, trời. Má có cách giúp con. Đừng có suy nghĩ rồi không vấn đề tiền bạc rồi đi được. Đi xe đi cổ mà say sẩm là té là mệt lắm. Má giúp con. Đó bỏ vậy. Ở nhà là con thương một mình má thôi. Nên là con sẽ thường xuyên vào đấm bóp cho má. Má đừng có đi đâu hết nha má nha. Vậy nha má, má thoải mái không má? Thoải mái. Trời ơi, cái gì vậy con gái? Trời ơi, chết người đó nghe con. Trời ơi, bà già rồi, bà yếu tim lắm đó con à. Ôi, thôi nè, con xin lỗi ba, bà uống miếng trà đi. Để con thấy ba ngồi gì mà hả, chú tâm quá trời, con định hù chút cho vui. Thì đương nhiên là nhìn ba thấy các bà có chuyện gì vui rồi. Trời ơi, thiệt luôn á, bởi vậy con nghe người ta nói cái câu á, mà hả, ai mà vui vẻ yêu đời á là nhìn người ta sẽ trẻ ra được mấy chục tuổi. Thiệt, bữa nay con dòm ba hả, giống như ba chừng 40 hả. Ba minh lì, ba phong độ dễ sợ luôn. Câu này nghe được nè, câu này 40 tuổi là nghe được nè. Nè, ba nói thiệt với con nha, ba thì lúc nào cũng phong độ hết trơn rồi, cho nên là mẹ con kết ba dữ lắm, hiểu không? Đó, bởi vậy ba phong độ, bữa nay nè, ba mặc áo màu hồng này nè, ba trẻ, ba tươi trẻ quá trời luôn. Cái con bắt trước mặc theo bộ đồ màu hồng để lay cái tươi trẻ của bà đó. Có nghĩa là người ta nói là theo gì? Theo như là nãy giờ lời con nói nãy giờ coi như là nịnh ba đúng không? Có nịnh đâu. Đang đi vòng. Bây giờ mình vô cái đề tài chính đi. Vô cái chính đi. 2, 3, nói. Cần cái gì nói. Thiệt ra thì bây giờ con đang chuẩn bị mở cái tiệm nail với make up ở trên Sài Gòn á. Cái mặt bằng thì con coi được mấy chỗ rồi. Cũng được. Còn vốn thì thiếu nhiều. Ba trăm. 300 triệu. Nếu bây giờ vét hết tiền của ngân hàng thì vẫn còn thiếu. Trong nhà không còn gì hết. Rồi còn thằng Minh thì sao? Ba. Chào sao ba? À thì nếu mà cấp bách á thì chắc có lẽ là được. Trời ơi, con thương ba nhất luôn á. Cần cảm ơn ba. Ba ơi. Ba.
Cái gì vậy? Cái gì mà gọi giật ngược giật ngang vậy? Bà ngồi xuống đi ha. Bà uống nước, bà uống nước không? Không uống, chuyện gì mà ông kêu tôi ra gấp như vậy? Trong tài khoản ngân hàng của hai vợ chồng mình còn khoảng được bao nhiêu? Tài khoản ngân hàng thì khoảng gần 200. Gần 200? Ừ. Tôi này chắc cú là 200. Tự nhiên ông hỏi tiền bạc chi vậy? Thì có chuyện tôi mới hỏi, có nghĩa là con Ngọc, con gái của mình á, nó hỏi nó mượn tiền của vợ chồng mình. Nó mượn là... Nhiều? 300 triệu. 300? Ừ. Mày cũng có vừa đâu. Mày nói mượn 200, cuối cùng mày cũng vô nói 300 nữa sao? Bởi vậy chị không biết thế nào là kinh tế thị trường. Mày phải đưa giá lên cao như vậy, người ta trả giá thế nào nó cũng dính, hiểu không? Hay quá. Không biết gì hết. Bà bên con trai, bà suy nghĩ, bà nói cái gì tùm lum hết trơn á. Rồi tôi nói là con Ngọc nó cần hơn thằng Minh. Con phản đối. Bà nói làm sao vậy? Hả? Bà nói làm sao mà ba cho chị hai mượn tiền, không cho con mượn tiền? Ba nói vậy con biết là con đau lòng lắm không? Ba đâu có nói là không cho con mượn tiền bây giờ, nhưng mà chị con cần hơn là giải quyết cho chị con trước. Con cũng cần tiền mà ba, giả lại con là con trai của ba mà. Tại sao ba lại cho chị con mượn tiền trước là sao? Ủa, mày không nghe ba nói hả? Ba giúp cho tao mở tiệm, rồi hả? Ba nói là bây giờ mày muốn thì bây giờ mày cứ đi làm văn phòng thời gian đó đi. Không lẽ bây giờ bắt tao xách cái giỏ đó đi làm hả dạo hoài? Trời ơi, ba nói là từ từ chứ không phải là có nghĩa là ba không cho mày, hiểu chưa? Em thấy chị xách giỏ đi làm neo dạo là hợp với chị lắm. Còn mày... em hả, em ngồi văn phòng em làm biết khi nào? Em làm cho đến mức độ em già luôn làm sao em còn khởi nghiệp, em còn lập cơ đồ nữa? Trời chị ơi, nghĩ sao vậy? Mày ngồi ở trong văn phòng máy lạnh sướng muốn chết luôn tao nè, đi ngoài nắng ngoài nôi mới cực nè. Trời đất ơi. Cái vấn đề nằm ở chỗ là học thức nó quan trọng lắm. Em đi học nhiều, em có 2 văn bằng đại học. Chị có cái gì? Chị chưa học qua khỏi phổ thông nha. Chị hơn gì tôi mà chị nói kiểu tôi kiểu đó vậy? Ủa? À, chị hơn tuổi tôi thôi. Nói thiệt chị nghe đấy. Em rất cần tiền để em làm cái chuyện trước. Bây giờ em không cần tiền nữa nha. Lúc trước chị nói là sao? Khi nào chị thành công trên Sài Gòn chị mới về đây đúng không? Bây giờ chị thành công chưa mà giờ này mượn tiền? Chị mở tiếng ra chị nói mượn tiền ba má là sao? Chị biết nhục hả? Ủa vậy chứ còn mày sao? Mày cũng về đây mày mượn tiền ba má vậy? Ủa sao mày nói tao? Trời ơi, mày cũng nói là em sẽ đi lên trên Sài Gòn em sẽ làm. Ra cái ông này bà nọ. Cuối cùng sao? Giờ mày cũng về mày mượn tiền ba má. Mày quay qua mày nói tao. Chị hai, hình như chị hiểu sai vấn đề rồi. Em lấy cái mượn tiền lấy cái cớ thôi, để coi thái độ chị thế nào. Ai ngờ chị bộc lộ cái bản chất của chị là gì? Ghen tị, cạnh tranh, gọi là gì đó, giành giật với em á. Em đâu cần mượn tiền ba má nữa. Thật sự với má, con chỉ diễn thôi. Con không cần mượn tiền ba má đâu. Con tự đứng lên bằng cái đôi chân của mình. Con sẽ lập cơ đồ bằng hai bàn tay trắng của mình. Con không mượn tiền nữa. Chị mượn tiền đi. Mày hay quá. Vậy thì hả, để coi ai thành công trước. Giờ tao cũng không thèm mượn tiền ba má nữa. Ba má, giờ ba má khỏi cần phải đi gom hả vàng bạc đi bán hay đi rút tiền tiết kiệm gì hết trơn á. Tụi con không cần phải mượn tiền ba má nữa. Tụi con không có cần mượn tiền nữa. Bây giờ tụi con xin phép ba má con đi. Đừng có tụi con ai. Đi liền. Tụi con đi liền để tụi con lập cái công sự nghiệp coi ai hơn ai nha. Chờ nha. Tao đi trước nè mày. Em tao cũng đi theo luôn vậy nè. Thôi ba má con đi, bây giờ con đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Trời đất ơi, sao tụi chị em nó như người dân nước lạ vậy? Mà có khi nào là tụi nó đóng kịch để mà thử lòng mình có coi thương tụi nó không bà? Tôi cũng không biết nữa. Cái này tôi cũng bỏ tay luôn á. Gì kỳ vậy trời? Tiền ba má tích góp cũng là để dành làm vốn cho tụi con. Nhìn các con bên ngoài bươn chải khó khăn, trong lòng ba má cũng không có dễ chịu gì. Dù vậy, tự kiếm đồng tiền cho mình cũng là một cách để tôi luyện bản thân.